Rất cảm ơn gì vì anh Hồng đã cứu tôi. Ê, Tống đại ca, xin đừng nói vậy. Anh cứu qua tôi, không lẽ anh quên sao? Được như vậy cứu giúp thì phải cảm ơn thôi. Cái gì cảm ơn chứ? Lý Quỳ tôi thích đánh lộn lắm. Hơn nữa lần này là giúp Tống đại ca. Tôi nghe nói Tống đại ca là diện hùng cái thế. Lý Quỳ hâm mộ anh từ lâu lắm rồi. Lý huynh đệ, con không sao chứ? Dạ không sao. Bây giờ con Ngọc Liên nó vẫn chưa tới. Con Ngọc Liên tới rồi kìa. Kêu cổ vô đi. Tống đại ca, Võ Tòng xin phép tránh mặt nha. Lý Quỳ tôi cũng xin tránh mặt. Phước à, dạ, đưa như vậy anh Hùng ra uống rượu đi. Tốt lắm, tôi thích uống rượu lắm à. Mời. Cháu muốn để cho cô Ngọc Liên coi bình Tống đại ca đó. Cháu ra ngoài uống rượu đi. Dạ khỏi, cháu còn phải đi bán nữa. Tống đại ca, được cô Ngọc Liên coi bệnh cho anh yên tâm đi nha. Cháu đi về nha. Cảm ơn cháu. Cô Ngọc Liên, Văn Nhi có sao không? Anh bị thương không nặng lắm, theo cháu nghĩ chắc không sao đâu. Bây giờ để cháu biên tòa thuốc cho ông, mỗi ngày cho anh uống 2 lần, vậy thì được rồi. Con ngồi vậy làm cái gì? Ngọc Liên à, cảm ơn em nha. Con muốn đi đâu chứ? Chà, Dương Chí bị té xuống vực sâu, bây giờ chưa biết chết hay là sống. Bây giờ con đi cứu anh nha. Anh bị thương như vậy mà còn đòi xuống núi? Dương Chí là con cháu của Trung Thần, chuyện này do anh gây nên, anh đương nhiên phải đi cứu anh. Nếu như anh muốn vết thương bị nặng thêm, vậy thì anh đi đi. Anh không lo cho sức khỏe của anh, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng nếu anh bị thương nữa, tôi không coi bệnh cho anh đâu. Phải đó, con nghe cô Ngọc Liên nói đi. Con biết ai cũng quan tâm cho con lắm, nhưng mà chuyện này tại con gây nên, con phải đích thân đi. Hơn nữa chuyện giữa con và Dương Chí cần phải giải quyết đó. Hắn đánh anh bị thương mà anh còn lo đi cứu hắn? Tôi nghĩ chắc anh không cần phải uống thuốc nữa. Tôi về. Khoan đã, Ngọc Liên của nương, tha lỗi cho nó đi. Tánh của nó là vậy đó mà, nó nặng tình nghĩa lắm. Xin cô hãy nể mặt tôi. Ngọc Liên, xin lỗi nha. Vậy nha, bây giờ nhờ nhị vị anh hùng ở ngoài đi cứu. Chỉ còn cách này thôi. Cô Ngọc Liên, cô ở đây nha, để tôi ra ngoài nói với hai vị. Thưa khỏi, nếu mà anh chịu nghe cháu nói thì ông cho anh uống thuốc đi. Cháu đi về. Cô Ngọc Liên à, cô Ngọc Liên, cô chờ một lát đi. Thấy không, xin hỏi chuyện gì? Bây giờ Giang Nhị bị thương như vậy, tôi muốn cô ở lại đây. Cô có bằng lòng không? Không ạ, cháu không muốn làm phiền tới ông nữa. Có cái gì đâu mà làm phiền. Tôi đã coi cô là người một nhà mà. Nhưng mà Giang Nhị nó bị thương như vậy, còn tôi thì già rồi, đâu làm được cái gì chứ. Còn có anh Thanh mà. Thanh Nhi không biết nó chạy đi đâu. Nếu mà giao cho nó chắc là chết. Hơn nữa tôi thường bị ho, lúc ho thì thấy đau ở ngực lắm. Cô hãy nghe tôi nói, cô ở lại đây đi nha. Thôi được rồi, cho dẫn vô đây ở. Thì ra anh là Võ Tòng hả? Hèn chi võ công anh cũng được đó chứ. Lý đại ca, cảm ơn anh nha. Chỉ anh không biết đó thôi. Hồi nãy anh đang ngăn cản tôi, làm tôi đánh không có xuống tay chút nào. Lý đại ca, võ công của tôi làm sao bằng anh được chứ? Nói nhưng mà làm cái gì, lôi thôi. Cũng đánh thì đánh đi. Lý đại ca, người ta nói quyền cước không có mắt, chúng ta tội gì mà làm ít lòng với nhau. Cái gì, một không muốn đánh với tôi sao hả? Lý đại ca. Cái gì, tôi muốn biết cái tên Võ Tòng chỉ được cái hư danh mà thôi phải không? Lúc bây giờ nó chết con cọp hay là con mèo đây? Chúng ta đánh đi, lên. Lý đại ca, xin chào anh. Không cho đi. Chào như vậy. Chào thái công. Giang Nhi có chuyện thương lượng với hai vị đó. Một lát đánh với anh đó. Anh không dám đánh, anh là thằng nhát. Sao mà nhát quá đi. Tống đại ca. Đại ca, chuyện gì vậy? Không, tôi muốn làm phiền hai anh đi xuống núi để mà cứu Dương Chí thôi. Cứu Dương Chí? Phải. Chuyện này mai mốt tôi kể cho hai anh biết. Bây giờ cần nhất là đi cứu anh. Được, tôi đi. Người ta đi anh cũng đòi đi theo. Tổng đại ca, yên tâm đi, dù Lý Quỳ này có phải bỏ mạng cũng sẽ cứu Dương Chí về cho anh.
đừng có theo tôi á. Tống Đại ca, không sao đâu, để cho anh đi đi. Tại vì Lý Quy là người tính tình ngay thẳng, nói rồi nhất định sẽ làm. Tống Đại ca, anh này giấu huynh đệ, đáng lẽ là anh đã đi An Bình rồi mà, tại sao lại còn ở Giang Thành vậy? Gần đây trại An Bình bị nạn lụt, cho nên hai anh lính nói chờ thêm nữa mới lên đường. Thì ra là như vậy à. Tống Đại ca, Dương Chí là ai vậy? Trước kia anh làm đề hạch, anh tới đây là vì điều tra về việc Sanh Thành Cương. Nó nghi ngờ anh hả? Về chuyện này tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Dạ huynh đệ, anh là anh em tốt của tôi, tôi nói thật với anh nha. Thật ra những người cướp Sanh Thành Cương là Triệu Đại Ca cùng những người bạn của anh. Đầu đuôi chuyện này ra sao? Được rồi, tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho anh biết nha. Vết thương của anh mới khỏe lại thôi, chưa diễn đã ra đây làm gì? Uống thuốc của em đã thấy khỏe nhiều rồi. Ngọc Liên à, rất là cảm ơn em chịu tha lỗi cho anh, chịu dần về đây ở. Em về đây là săn sóc cho Thái Công thôi. Ngọc Liên, anh và Diễm và Tích đâu có tình cảm. Tống Đại ca à, anh đừng nói chuyện này nữa. Ngọc Liên à, hãy nghe anh nói đi. Tống Đại ca, thật ra em đâu có trách ai, tại vì số của em không được tốt thôi. Em mong là anh đừng kể những chuyện đó nữa. Ngọc Liên à. Tổng đại ca, tổng đại ca, tổng đại ca. Sao hả, có tìm thấy Dương Chí? Tôi tìm hết một ngày cũng không thấy nữa. Tôi không biết là Dương Chí ở đâu. Anh đã kiếm kỹ chưa? Tôi kiếm rất kỹ rồi, kiếm hết cả núi đó rồi mà. Nhưng mà vậy, tôi nghĩ là chắc chưa chết đâu. Một là con người đã cứu nó, hai là nó đã tự mình đi được. Ngày này, Võ Tông đâu rồi? Đã đi lúc sáng này rồi. Nó đi đâu? Trại An Bình. Võ Tông thiệt là, tôi kêu nó đây về đây đấu với tôi mà. Nè Lý huynh đệ, đi đâu vậy? Kiếm nó đâu vợ đó. Nhưng mà Tống Đại ca yên tâm đi, tôi sẽ tìm được Dương Chí cho anh. Anh chờ tôi đi, chờ tôi đi ha. Vợ đâu? Anh muốn bỏ chạy đó hả? Anh đừng có quên là anh chưa đấu với tôi đó. Anh thấy gì chứ? Giờ tôi biết công lại, làm sao mà tôi đấu với anh? Không được, hôm nay làm thế nào anh cũng phải đấu với tôi. Đi đi. Võ đại ca, lập tức mở công cho Võ Tông đi. Nếu không, tôi chém đầu nó đi. Lý Quỳ, anh đừng có làm gì anh lính này nha. Nếu anh chịu đấu tôi sẽ thả nó. Võ đại ca, hãy dạy cho nó biết đi, đừng có làm trễ nải hành trình của chúng ta. Được, tôi chịu đấu với anh. Xin lỗi. Dạ huynh, quả nhiên là anh lợi hại, tôi phục anh lắm. Lý Quỳ, anh quá khen thôi. Ê, đời Lý Quỳ của tôi không có nể mặt ai đâu. Tôi chỉ nể mặt có hai loại người thôi. Một là những người như Tống Đại ca, là người nhân nghĩa. Loại người thứ hai là Võ Công cao hơn tôi đây này. Hôm nay tôi thật sự gặp đại thủ, đánh thiệt là sướng. Mấy ngày nay tôi cảm thấy vui vẻ lắm, tại vì tôi quen được hai nam, một là Tống Đại ca, hai là Võ Quỳnh nè. Lý Quỳnh, anh quá khách sáo. Tôi được làm bạn với anh, tôi cảm thấy vinh hạnh lắm. Tôi không là quái canh, canh lên đường đi, vì tôi phải đi kiếm Dương Chí. Dương Chí hả? Đúng, tại vì tôi đã hứa với Tống Đại ca, tôi phải tìm gặp Dương Chí tôi mới về gặp anh. Võ Quỳnh, tôi đi nghe. Hẹn ngày tái ngộ. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.